Vâng, em Khanh xin kính chào toàn thể quý vị và anh chị nhé. Thì buổi chiều hôm nay em quay cho các bác về một mẫu xe, đó là Ford Transit về 2015. Vâng, cái xe này thì là chạy học sinh từ đầu, nên là các bác yên tâm là xe nó không chạy tuyến, cả thứ là xe vẫn zin hết. Và hôm trước em cũng có quay qua cho anh chị là bên trong ấy là không có mục ngoại đấy, tôn và xương thứ của nó vẫn còn rất là đẹp, xanh gì luôn, không có hệ mục mặt gì cả. Xe khá là đẹp chuẩn chỉ, nên là em quay đây để cho anh chị tham khảo về cái con xe này. Xe đấy là rất là đẹp chuẩn chỉ luôn, không có nước. Cái chuyện va chạm nhẹ nhẹ thì nó có một tí ở bên tai bên lái, nên các bác yên tâm là nó không sao cả. Qua một lượt xung quanh của nhá, đó biết luôn là xe rất là chất, rất là đẹp luôn, khẳng định là không đông đụng, không ngập nước rồi. Đấy, xe không chạy tuyến, anh chị nhìn chưa, nền rất là căng luôn. Đấy, hồ bao đê à, thẳng tắp đầu cuối nhá anh chị nhé. Đấy, 2015 hơn 300 triệu thôi. Các bác biết cần biết chi tiết về giá cả thì các bác cứ liên hệ cho em ạ. Vâng, cửa điện đầy đủ hết rồi này, ghế trần nỉ nguyên zin, có áo quà cam hành trình hợp đồng đầy đủ rồi nhé, áo cam hành trình hợp đồng đầy đủ ạ. Xe khá là đẹp, cửa điện to đấy, sàn vẫn là sàn zin theo xe, đây sàn zin theo xe anh chị nhé, zin luôn, ghế rất là đẹp luôn này, đấy. Chân nỉ này. Cái ghế này là không phải là ghế chạy tuyến các bác nhé, bác trẻ học sinh bác cắt ra bác để cho học sinh để cặp thứ ở ghế gầm, chứ không phải xe chạy tuyến. Em khẳng định luôn là xe không phải xe chạy tuyến nhé các bác, nếu mà các bác không tin thì sẽ check in ra ngay là chiếc xe này không chạy tuyến. Nếu mà chạy tuyến thì những cái cột này sẽ có vết của người ngồi ngay, đây là không phải xe chạy tuyến nên là cái cột nó còn đẹp như thế này anh chị nhé. Và cái đây nữa này, nếu mà xe chạy tuyến ấy, thì những cái này ấy sẽ bị hỏng và rách ngay, nên là cái này nó chưa phải chạy tuyến, nên là những cái này rất là đẹp, rất là đẹp luôn. Đây này, chị nhìn chưa, đấy, rất là đẹp. Mà chạy tuyến thì nó không thể nào có cái chân như này được, chân nó phải cao cơ, đấy, vẫn chân zin luôn. Và những cái bậc lên xuống này vẫn là sơn zin, em chưa có động chạm gì này. Đấy, rất là đẹp luôn, chưa sơn nhé. Đã có ố mạ hết rồi này. Đấy, xe rất là đẹp luôn nhé. Và em mời các bác vào khung máy nhé. Đây, máy thì đây, mặt nạ vô năng cửa số này. Máy nổ không có lỗi gì nhá, không phải có lỗi gì cả, máy nổ rất là êm, điều hòa rất là mát luôn. Đấy, máy nổ êm, điều hòa mát, cam nhịp định đầy đủ này. Và em sẽ ga thử lên cho các bác nhé. Đấy, ga rất là khỏe, rất là ok. Và quay lại xem thì không có khói này, không có khói này. Vâng, thì em vừa giới thiệu qua cho quý vị và anh chị về một mẫu xe Ford Transit đời 2015. Vâng, giá chỉ có hơn 300 triệu. Nếu anh chị có nhu cầu sử dụng về mẫu xe này thì cứ liên hệ cho em nhé. Vâng, em Khanh xin kết thúc clip ở đây. Mong quý vị và anh chị xem qua clip cũng như là mọi thứ thì các bác cũng có ý kiến cho bên em, và để em sẽ phát triển cái kênh của em mạnh hơn ạ. Vâng, xin chào tất cả quý vị và anh chị nhé.